dân dự đài truyền hình FPTN. Trước khi vào chương trình, cho Tuấn Châu cùng với Ngọc Đáng đọc khán giả lại gọi vào. Anh Hải ở Canada gửi lời chúc đài truyền hình FPTN phát huy thật nhiều trong tương lai. Xin yêu cầu nghệ sĩ Tài Linh lên chương trình cổ nhạc Phương Nam có được không? Chúc sức khỏe tất cả nghệ sĩ có mặt trong chương trình, nhất là hai anh đàn Hoàng Phúc và Hoàng Nam. Xin yêu cầu hai anh đàn hòa tấu một bản nhé. Dạ, cảm ơn anh Hải rất là nhiều. Chúc sức khỏe anh Hải. Dạ, chúc sức khỏe. Dạ, có. Chị Cúc ở Seattle. Chúc bác Bảy và tất cả nghệ sĩ nhiều sức khỏe. Xin yêu cầu nghệ sĩ nào cũng được hát tặng cho tôi bài hát Tình Anh Bám Chiếu. Dạ, bài này cũng chưa thuộc. Chắc không có người. Biết màu bài kia. Xin đọc biết màu bài kia. Chú Tùng ở Texas. Xin yêu cầu hai nghệ sĩ Ngọc Đáng và Tuấn Châu hát trích đoạn đời của Lũ. Có thể nào dàn dựng tuần này được không? Tôi rất mê tuần này. Dạ, cảm ơn chú Tùng rất là nhiều. Chắc cũng từ từ chương trình sẽ hát lại đời của Lũ. Dạ, cảm ơn. Chị Diệp ở vị trí nhà. Xin yêu cầu nghệ sĩ nào cũng được hát tặng cho tôi bài hát Thoại Ba Công Chúa. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn chị Diệp rất là nhiều. Nhưng mà chắc không có người thuộc. Cô Nhung ở Kansas. Chúc các nghệ sĩ một đêm vui vẻ. Xin yêu cầu nghệ sĩ Cẩm Thu hát tặng tôi bài Lá Trầu Xanh. Xin cảm ơn. Được em hát. À, để chú có giờ Cẩm Thu hát ha. Dạ. Cô Hạnh ở Kansas. Tôi rất mê bài hát do soạn nhạc Diễn Châu viết. Xin yêu cầu nghệ sĩ Ngân Linh hát tặng tôi bài Tu Là Buổi Phúc. Xin cảm ơn. Em có thuộc lên bài đó không em? Dạ, em thì nói nhờ chứ không có tu. Vậy là hả? Vậy là hát bài khác ha. Dạ, hát bài khác là chị. Dạ. Cảm ơn em. Bảo ở Florida. Tuần nào Bảo cũng rất xem chương trình của Nhạc Phương Nam. Xin yêu cầu cô Cẩm Thu hát bài Con Gái Của Mẹ. Anh Tuấn Châu có thể sắp xếp diễn tuồng Nhụy Kiều Tướng Quân được không? Anh Tuấn Châu có biết nghệ sĩ Ngọc Huyền đã trở lại Mỹ chưa? Xin cảm ơn. Dạ, cô không biết nữa. Dạ, không biết. Dạ, à, dạ không biết. Chào chị chưa. Dạ, dạ, sorry, Bảo là chưa biết, Tướng Châu chưa biết. Dạ, chưa nóng lịch ha. Chị Hồng ở Las Vegas. Cảm ơn cô Nhạc Phương Nam đã bắt sóng trên đài, đã đem cổ nhạc đến với mọi người. Cảm ơn anh Tuấn Châu, bác Bảy Đăng Chung, cô Ngọc Đáng để xin yêu cầu dàn dựng thêm nhiều vở tuồng mới nữa để khán giả thưởng thức. Xin cảm ơn. Cảm ơn chị Hồng rất nhiều. Dạ, cảm ơn chị Hồng rất là nhiều. Tuấn Châu rất là cảm ơn chị Hương, khán giả của Trúc My có gửi cho chương trình Cầu Nhạc Phương Nam 100 mà gửi cho Trúc My. Trúc My nhận được. Dạ, cảm ơn chị Hương rất là nhiều. Chị Hương ở Kansas City đã bảo trợ cái tuồng Nạn Con Rơi. Philip Nam dưới ngồi cười phái quá. Thank you chị Hương rất là nhiều. Tôi chỉ xin nhắc lại, nãy mới giới thiệu cho cái chương trình bên Atlanta và cũng có nhiều người gọi qua. Tôi Châu có gửi cái số phone, thì Tôi Châu nhắc lại là chương trình ở Atlanta ngày 1 tháng 4 ở Idaho, Atlanta. Giá vé thì 60 đồng, 50 đồng. Khán giả có thể gọi cho Tuấn Châu 714-890-2794. Thành phần diễn viên thì dân hài Văn Trung, dân hài Bảo Quốc, nghệ sĩ Vũ Luân, Thoại Mỹ, Ngọc Huyền, Ngọc Đáng, Tuấn Châu, Phương Hồng Thủy, Mai Thế Hiệp, Hồng Loan, Nguyễn Khắc Huy, MC Trọc Hải và dàn đờn thì có Hoàng Phúc. Mời quý vị khán giả có thể ủng hộ cho chương trình. Đây là Hồng Dân, cô gái Phương Thủy cùng với bạn bè làm để giữ cái nền cổ nhạc bên Atlanta. Cảm ơn rất là nhiều. Giá vé thì 50-60 mà cũng gần hết vé rồi. Quý vị khán giả có thể ủng hộ sớm để cho đầy rạp thì diễn hay không vậy Đáng? Đang xem gì? Xem. Đang xem bài Đường Lát Hát để sắp sửa chuẩn bị nhắc cho Thu Hương nè. Dạ, cảm ơn chị Đáng rất là nhiều. Rồi bây giờ trở lại chương trình thì phải Ngân Linh chứ. Trở lại chương trình thì phải Ngân Linh. Mời Ngân Linh hát gửi cho khán giả thưởng thức. Dạ, trở lại chương trình thì hôm nay Ngân Linh sẽ trở lại hát thêm một bài nữa từ cũ. Xin mời quý vị xin đài. Bài tân cụ nhân viên bây được mang tên Cơn Mê Tình Ái của tác giả Trung Hiếu. Bao thương vương vợ.
Bác Bà hiện về nó bị ho mà như pháo dây vậy đó, ho như pháo dây. Nhưng mà nghe tiếng đàn Hoàng Phúc, bà lên đây rồi bú ca. Nhưng mà cái bài ca này thì bởi vì tại vì nhớ Vương Quyền. Ông đó đón ông Tú, hồi nãy có người mà mời Cân Linh hát đó. Cân Linh nói về tu đó. Thì cái này không có gì đó, ai muốn đi tu phải nghe. Nghe có, trước khi ông Thái Tử Sĩ Lạ Ta mà đi tu á, thì Phật hiện ra để dạy ông Thái Tử cái cách tu. Thì cái này dân chung nên để mang lại cho bệnh nhân khuôn mặt tươi tắn, tôi đã khuyến khích họ dùng Ubino Shizuku Fukuden. Thank you.
mà nhát quá vậy? Sao đợt này phải tập trung, mất tập trung quá. Ông Mã Châu. Không, tại đứng trịch quá. Đứng qua mẹ chưa xuất qua bà bị chóng gió. Em, lúc mình cứ ra giấu hoài cái là lo nhìn bằng tay không biết gì là bị sợ đó, bị rối biết không? Bị rối. Tại vì ánh sáng á, mình nhích vô chút xíu quá đẹp. Thành ra kêu qua trái qua đây hát, bắt tập trung quá mà càng rút thêm. Không sao, nhưng mà hơi vẫn hay không quay hả? Hay. Có đặc biệt cái này nè. Mặc dù rung có hơi ấy nhưng mà dầu bú dầu không cái hơi rất chính, cái ca cổng nhạc mà cái hơi chính là nó đã ưu điểm rồi. Vậy được bác bạn khuyến khích nên tiếp tục lên đề thuộc bài, nhưng mà quan trọng cái là thuộc bài thì đáng không ai giống như chị với em không thuộc bài. Tức quá đi, cứ đem dí cho hoài, tôi khổ quá luôn. Game dí chị không à? Mấy cái game nó dí chị không? Không bài gì hết. Tôi thật sự sắp kỳ dâu, nó không có học gì hết luôn à. Dạ, nó ngay mình để y dâu. Thí dụ như tuồng mà hát là tất nhiên phải học rồi. Dạ. Thấy không? Còn lên đây mình ngồi thì mình nghĩ chắc ca xì xoàn sao cũng được. Thành dạ. Ra ít có cái này nhiều quá sao không hết. Mỗi tuần mình học không nổi, thành ra mình phải dồn bài. Quý vị khán giả thông cảm cho Tuấn Châu, Văn Chu và Ngọc Đáng. Bên này thì lại có chị Cẩm Thu mình, dù không có tuồng nhưng mà vẫn lên với chương trình Cổ Nhạc Phương Nam. Thôi đã lên rồi thì phải hát thôi chị Thu à. Tuần sau thì đi về thăm mẹ chồng rồi, phải không? Chắc Cổ Nhạc Phương Nam 2 tuần chứ sao? Không phải là không có tuồng mà không được mời mà vẫn lên. Không được mời thì vẫn lên. Cảm ơn. Nhào vô ngồi đại vậy ai chịu thôi. Gan đó. Thôi giờ lỡ rồi chị Thu thôi mình gan. Mừng 2 câu cho khán giả thưởng thức nha. Cho Thu xin được gửi đến 3 câu dụ cổ. Trong một bài tân cổ của bác Bảy Diễn Châu, bài hát được mang tên Tâm Sự Mộng Cầm.
lòng đó trời, giờ tôi ca hay quá, ca cái nhảy cái nhịp chót hay quá. Anh Hà Mạch Tử anh ngồi dưới. Dạ. Cảm ơn chị Thu rất nhiều. À, Tuấn Châu xin giới thiệu về cái chương trình ở Atlanta ngày 1 tháng 4 ở Iho Atlanta, một cái chương trình của gia đình của Phương Thủy. À, tức là con gái, ha, con gái đứng ra cùng với bạn bè tổ chức một cái đêm diễn cho cái nền cổ nhạc vào ngày 1 tháng 4 tại Aho Atlanta. Giá vé thì 60-50, có thể liên lạc với lại Tuấn Châu 714-890-2794 để Tuấn Châu có thể chuyển cái số phone đó qua cho quý khán giả đặt vé, vì vé thì cũng gần hết rồi. Với thành phần diễn viên rất là mạnh, Bảo Quốc, Văn Trung, quá dữ, hai danh hài quá dữ chị Đáng, Phương Hồng Thủy, Ngọc Huyền, Vũ Luân, Ngọc Đáng, Tuấn Châu, Hồng Loan, Nguyễn Khắc Huy, Phương Hồng Thủy, Mai Thế Hiệp và có nhạc sĩ Hoàng Phúc cũng qua luôn. Quý vị khán giả có thể gọi cho Tuấn Châu đi 714-890-2794. Tuấn Châu sẽ chuyển số phone qua cho quý vị đặt vé, vì số vé cũng gần hết rồi. Cảm ơn rất là nhiều anh Phúc. Và bây giờ thì xin quý vị khán giả dẫn đài truyền hình ATTN xong quảng cáo, chương trình sẽ trở lại cùng với quý vị. Dân dự đài truyền hình FPTN. Trước khi vào chương trình, cho Tuấn Châu cùng với Ngọc Đáng đọc khán giả đã gọi vào. Anh Hải ở Canada gửi lời chúc đài truyền hình FPTN phát huy thật nhiều trong tương lai. Xin yêu cầu nghệ sĩ Tài Linh lên chương trình cổ nhạc Phương Nam có được không? Chúc sức khỏe tất cả nghệ sĩ có mặt trong chương trình, nhất là hai anh đàn Hoàng Phúc và Hoàng Nam. Xin yêu cầu hai anh đàn hòa tấu một bản nhé. Dạ, cảm ơn anh Hải rất là nhiều. Chúc xuống đền Hải. Dạ, xuống đền Hải. Dạ, có. Chị Cúc ở Seattle. Chúc bác Bảy và tất cả nghệ sĩ nhiều sức khỏe. Xin yêu cầu nghệ sĩ nào cũng được hát tặng cho tôi bài hát Tình Anh Bám Chiếu. Dạ, bài này cũng chưa thuộc. Chắc không có người. Xin đọc cái bài kia. Xin đọc cái bài kia. Chú Tùng ở Texas. Xin yêu cầu hai nghệ sĩ Ngọc Đáng và Tuấn Châu hát trích đoạn đời của Lũ. Có thể nào dàn dựng tuần này được không? Tôi rất mê tuần này. Dạ, cảm ơn chú Tùng rất là nhiều. Chắc cũng từ từ chương trình sẽ hát lại đời của Lũ. Dạ, cảm ơn. Chị Diệp ở vị trí nhà. Xin yêu cầu nghệ sĩ nào cũng được hát tặng cho tôi bài hát Thoại Ba Công Chúa. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn chị Diệp rất là nhiều. Nhưng mà chắc không có người thuộc. Cô Nhung ở Kansas. Chúc các nghệ sĩ một đêm vui vẻ. Xin yêu cầu nghệ sĩ Cẩm Thu hát tặng tôi bài Lá Trầu Xanh. Xin cảm ơn. Được em hát. À, để chú có giờ Cẩm Thu hát ha. Dạ. Cô Hạnh ở Kansas. Tôi rất mê bài hát do soạn nhạc Diễn Châu viết. Xin yêu cầu nghệ sĩ Ngân Linh hát tặng tôi bài Tu Là Cội Phúc. Xin cảm ơn. Em có thuộc lên bài đó không em? Dạ, em thì nói nhờ chứ không có tu. Vậy là hả? Vậy là hát bài khác ha. Vậy hát bài khác đó chị. Dạ. Cảm ơn em. Bảo ở Florida. Tuần nào Bảo cũng rất fan chương trình của nhạc Phương Nam. Xin yêu cầu cô Cẩm Thu hát bài Con Gái Của Mẹ. Anh Tuấn Châu có thể sắp xếp diễn tuồng Nhụy Kiều Tướng Quân được không? Anh Tuấn Châu có biết nghệ sĩ Ngọc Huyền đã trở lại Mỹ chưa? Xin cảm ơn. Dạ, cô không biết nữa. Dạ, không biết. Dạ, không biết. Chắc là chưa. Dạ, sorry, Bảo là chưa biết, Tuấn Châu chưa biết. Dạ, chưa nóng lịch ha. Chị Hồng ở Las Vegas. Cảm ơn cô nhạc Phương Nam đã bắt sóng trên đài, đã đem cổ nhạc đến với mọi người. Cảm ơn anh Tuấn Châu, bác Bảy Văn Trung, cô Ngọc Đáng. Để xin yêu cầu dàn dựng thêm nhiều vở tuồng mới nữa để khán giả thưởng thức. Xin cảm ơn. Cảm ơn chị Hồng rất nhiều. Dạ, cảm ơn chị Hồng rất là nhiều. Tuấn Châu rất là cảm ơn chị Hương, khán giả của Trúc My, có gửi cho chương trình cổ nhạc Phương Nam 100 mà gửi cho Trúc My. Trúc My nhận được. Dạ, cảm ơn chị Hương rất là nhiều. Chị Hương ở Kansas City đã bảo trợ cái tuồng Nạn Con Rơi. Philip Nam dưới ngồi cười phái quá. Thank you chị Hương rất là nhiều. Tôi chỉ xin nhắc lại, nãy mới giới thiệu cho cái chương trình bên Atlanta và cũng có nhiều người gọi qua. Tuấn Châu có gửi cái số phone, thì Tuấn Châu nhắc lại là chương trình ở Atlanta ngày 1 tháng 4 ở Iho
Atlanta. Giá vé thì 60 đồng, 50 đồng. Khán giả có thể gọi cho Tuấn Châu 714-890-2794. Thành phần diễn viên thì dân hài Văn Trung, dân hài Bảo Quốc, nghệ sĩ Vũ Luân, Thoại Mỹ, Ngọc Huyền, Ngọc Đáng, Tuấn Châu, Phương Hồng Thủy, Mai Thế Hiệp, Hồng Loan, Nguyễn Khắc Huy, MC Trọng Hải và dàn đờn thì có Hoàng Phúc. Mời quý vị khán giả có thể ủng hộ cho chương trình. Đây là Hồng Dân, con gái Phương Thủy cùng với bạn bè làm để giữ cái nền cổ nhạc bên Atlanta. Cảm ơn rất là nhiều. Giá vé thì 50-60 mà cũng gần hết vé rồi. Quý vị khán giả có thể ủng hộ sớm để cho đầy rạp. Thì chỉ may không vậy Đáng? Đang xem gì? Xem. Đang xem bài Rừng Lá Tháp để sắp sửa chuẩn bị nhắc cho Thu Hương nè. Dạ. Cảm ơn chị Đáng rất là nhiều. Rồi bây giờ trở lại chương trình thì phải Ngân Linh chứ. Trở lại chương trình thì phải Ngân Linh. Mời Ngân Linh hát gửi cho khán giả thưởng thức. Dạ. Trở lại chương trình thì hôm nay Ngân Linh sẽ trở lại hát thêm một bài nữa từ cũ. Xin mời quý vị xin đài. Bài tân cũ nhân viên bơi được mang tên Cơn Mê Tình Ái của tác giả Trung Hiếu. Oh, no.
Như pháo dây vậy đó, ho như pháo dây. Nhưng mà nghe thấy là Hoàng Phúc bà lên đây rồi bốn ca. Nhưng mà cái bài ca này thì bởi vì tại vì nhớ Vương Quyền. Ông đó đó ông Nguyễn Tú, hồi nãy có người mà mời Cam Linh hát đó. Cam Linh nói về tu đó. Thì cái này ông quý vị đó, ai muốn đi tu phải nghe. Nghe có trước khi ông Thái tử Siddhartha mà đi tu á, thì Phật hiện ra để dạy ông Thái tử cái cách tu. Thì cái này dân chung mình để mang lại cho bệnh nhân khuôn mặt tươi tắn, tôi đã khuyến khích họ dùng Ubino Shizuku Fukuden. Nè, xin lỗi quý vị, cái đứa có ho được. Hãy quẹt xe trở lại quạt cúng, vì ta không còn thích vui chơi du ngoạn nữa. À mà hát, hãy dừng xe lại. Người có thấy một người mặc áo vàng chân đất, mang bình ban bên mình, diện mạo thật khác màu, từ thở nhỏ tới như trong tay. Dạ dạ xin mời người dừng chân cho tôi hỏi thăm chút việc. Ngài muốn hỏi điều gì? Dám hỏi ngài. Ngài là ai nói vậy? Dạ tôi là một nhà tu. Một nhà tu là nghĩa thế nào thưa ngài? Tu là sửa mình, tu là giải thoát, không ám quyền tức, không biết tham quan, không chồng vợ buộc ràng, không bạc tiền phiền phức, sống bằng đạo đức giả nghĩ từ bi, chỉ hết tham sân si, ưa công bình bác ái, chuộng điều hay lẽ phải và tránh xa lục dục thất tình. Dạ, xin ngài nói tiếp. Dạ, là nhà tôi có được ba cái không? Không quyền tức, không sợ dẹp pha ghen ghét, không vợ con, không sợ mất vợ xa con, không của cải nên không sợ kẻ khác tranh giành chiếm đoạt. Dạ hay quá, mời ngài nói tiếp. Tôi là được ba cái không? Có một vũ trụ bao la to rộng, không một gò bó buộc ràng như những kẻ đang sống trong các bụi hồn hoa. Có một nhãn quan nhìn tất cả những đời, không gì quan trọng cũng như không có cái gì tồn tại, nhất là có một tâm hồn từ bi hỷ xả, lòng bao la thương tất cả chúng sanh. Đó là tâm niệm kẻ tu hành. Dạ, tôi kể rồi, tôi lên đường khất thực khoa. Xin ngài, ngài hãy dừng chân, ghé lại bên đường, cho tôi hỏi thăm một lời. Là giàu sang như tôi,
không còn gì khác biệt. Giả thác nằm thân hồn khỏi dòng quá nghiệp, cứu khổ cho mình và cứu khổ chúng sanh. Và đã tới ngày tu ở đâu và ở đâu có Phật, Phật ở khắp mọi nơi, ở khắp cùng vạn nhân. Hãy nghĩ đến điều hay lẽ phải thì tức là có Phật ở trong tâm, được nghe qua lời quý báu của Ngài, tôi thấy nhẹ phần phiền não buồn lo. Giáo lý từ bi là liều thuốc nhiệm màu, niệm Phật hàng ngày là lòng hết ưu tư. Hay quá. Ho thì ho mà ca là không ho. À, ba ha. Chứ ho nó dằn xuống liền trong. À, mà hay quá Bảy, cái này nó có một cái đoạn thoại hay quá Bảy, sao nó nào không em bắt anh Quyền hát vậy? Anh Quyền. Dạ, mình đưa cái mic lên, đưa cái mic lên. Chọc anh Quyền lên. Ca dụng cổ đó. Dạ. Thì anh tới tới đó định ngưng rồi anh nói cái này. À, không có nói cái này. Thoại cái này. Cái thoại này rất là hay. Cái thoại hay dạ. Thoại hay lắm. Ai quạt tổ. Dạ dạ. Để cách đi tu. Dạ, dạ, mới ca của bài ho rồi giờ khát tiếng. Đâu có một người ho nữa nè. Mà bây giờ kêu qua học bài mình phải hát chung, phải không? Mà lỡ xui này hát ho. Nhưng mà trời mừng luôn. Sau bây giờ Tuấn Châu cùng với bà chị Thu Hương sẽ hát cái bài Rừng Lá Thấp. Mà ho quá, có bác Bảy theo bác Bảy lây con á. Một cái bên đó, dạ. Một cái bên nó lây đó, dạ. Dạ. Thank you.
nó nói mọi người tắt tiếng, tức vô chồng chứ đáng, vô chồng á thì nó không có bị gãy, còn cá cấm cái em quẹo cái em bẻ, đâu nổi, dạ. Cái chữ nó không thoát ra được, không thoát ra cái này còn cái... thương quá Châu, thấy em cả mẹ em nhiệt tình quá, nhiệt tình với bà chị mình quá, thương quá, dạ, cái chị mày muốn ho đúng không, nhắc cái ho liền, bị lây quá, anh không ơi, hello, dạ bây giờ thì xin quý khán giả bây giờ cũng dài đường, các chị em sau phần quảng cáo chương trình xin trở lại cùng với quý vị. Và bây giờ vào chương trình cho Tú Châu cùng Ngọc Đáng đọc khán giả đã gọi vào. Anh Tâm ở Virginia xin yêu cầu nghệ sĩ nào cũng được hát tặng cho khán giả và tôi bài hát Quán Nửa Khuya để tặng cho chị Kim Phượng đang xem chương trình của Nhạc Phương Nam. Cảm ơn anh Tâm rất nhiều nhưng mà không có thuộc. Cô Tâm ở Arkansas xin yêu cầu nghệ sĩ Tú Châu Ngọc Đáng sắp xếp thời gian diễn tuồng cải lương Hồ Quảng và để chuẩn bị chắc cũng lần lần sẽ có những cái tuần hậu quả. Cảm ơn cô Tâm rất nhiều. Chị Mai Linh ở Ohio gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người, nhất là bác Bảy Văn Chung, cô Ngọc Đáng, Tuấn Châu. Xin yêu cầu nghệ sĩ Ngân Linh hát tặng một câu vọng cổ hơi dài. Chắc được quá. Chắc được. Lúc này hơi khỏe lắm. Dạ được. Dạ sẵn còn. Dạ. Chị Kim ở Nevada, tôi và gia đình đang xem chương trình của Nhạc Phương Nam. Xin yêu cầu nghệ sĩ Cẩm Thu hát tặng cho tôi và khán giả bài Bên Cầu Dệt Lụa. Dạ, dạ, cảm ơn chị Kim rất là nhiều. Nếu có thời gian. Cảm ơn em. Chị Tươi ở Trò Cha, xin yêu cầu cô Hương, chị của Tuấn Châu hát ba câu dùm cổ, bài nào cũng được. Tôi rất thích giọng hát của cô Hương. Hy vọng mỗi tuần Tuấn Châu có thể mời cô Hương lên chương trình của Nhạc Phương Nam. Xin cảm ơn. Dạ. Được không? Dạ. Bà ký hợp đồng đã ký rồi. Dạ, ký rồi. Dạ, con trai thấy bà vậy mua tới cái chục cáo dài lưng mà tặng cho mẹ. Hiếu hả? Đúng rồi, hiếu quá ngon. Dạ. Dạ. Cảm ơn chị Tươi. Cô Kim, chương trình hôm nay hay quá. Hôm nay Tuấn Châu mặc áo dài xanh đẹp lắm. Dạ, cảm ơn chị. Hôm Tết Tuấn Châu đã mặc mấy chiếc áo dài đẹp lắm. Không biết có size 17 không? Tuấn Châu có thể gửi qua cho tôi không? Tôi sẽ gửi tiền lại. Dạ, size 17, size 17 thì Tuấn Châu không có biết. Tại vì size Nam á, size bên Nam chỉ có medium với lát, chứ là S-lát thôi chứ không dạ. có size 17. Size 17 thì Tuấn Châu không biết. Dạ. Mà cũng mới nói cho bác Bảy mừng là Tuấn Châu đã đem hai áo dài tặng cho Bảy ở ngoài xe. Dạ. Đẹp lắm, chắc tuần sau. Sao bác Bảy mặc bác Bảy sẽ có áo dài mặc rồi ha, áo dài đẹp. Chặt chém đứng trong ha. Chặt lại rồi. Cảm ơn quá. Dạ, chị Thủy. Dạ, chị Thủy ở Florida. Tài liền. Dạ, chị Thủy ở Florida. Thủy là một fan trung thành của cổ nhạc Phương Nam. Tuần nào cũng đón xem chương trình, xem cả chương trình chiếu lại. Xin yêu cầu anh Tuấn Châu và cô Ngọc Đáng hát song ca một bài, bài nào cũng được. Xin cảm ơn. Dạ. Dạ, chút xíu nữa Tuấn Châu có soạn đưa chị Đáng rồi. Chị Đáng soạn đưa Tuấn Châu chứ. Dạ. Liên khúc lý. Thì tất cả anh chị em sẽ hát cái liên khúc lý. Luôn cả chị Cẩm Thu nhớ cái gì thôi. Xem. Dạ. Dạ, cảm ơn chị Thủy. Chị Huyền Trân ở North Carolina, xin yêu cầu nghệ sĩ nào cũng được hát tặng tôi bài Sầu Dương Ý Nhạc. Xin cảm ơn. Cái bài đó chỉ có Philip Nam thôi. Không lẽ mời anh ấy vô đây. Dạ. Philip Nam, anh Quân Quyền. Dạ. Dạ, bố Quân Quyền thuộc rất là nhiều. Mà bố Quân Quyền thì hôm nay bệnh rất là nhiều. Cùng vừa rồi thì Tuấn Châu cùng bác Bảy chị Đáng và chương trình của Nhạc Phương Nam phải đi thăm bố Quyền. Bố Quyền nguyên một tháng nay coi như là bệnh cứ ra vô quen với y tá trong đó hết, bác sĩ y tá quen hết rồi. Quen hết luôn. Không biết tại sao mà quên bệnh nhiều quá. Tôi cho xin đọc về cái chương trình của chị Hồng, nữ nghệ sĩ Hồng Nga vào ngày thứ 6, 21 tây tháng 4 tại Palace Seafood Restaurant với tất cả nghệ sĩ Bảo Quốc và đặc biệt là nam nghệ sĩ Diệp Lan sẽ có mặt trong chương trình của nữ nghệ sĩ Hồng Nga. Tất cả nghệ sĩ đây là Ngọc Đáng, Thanh Kim Mỹ, Vũ Luân, Tuấn Châu, Hồng Loan, Lưu Việt Hùng, Phương Hồng Chi, Cẩm Thu, Philip Nam, Quốc Tuấn, Trần Quốc Bảo, Quang Thành và Tuấn Vũ. Đây là chương trình rất là đặc biệt
biệt là có mặt ban Diệp Lan. Thành ra quý vị khán giả có thể gọi số phone cho thợ cụ Tuấn Châu đi. Đại diện phone là mình. Đại diện gọi cho em thì em sẽ nói ra nó dễ hơn, số phone em dễ nhớ. Ngày 21 tháng 4, ngày thứ 6 tại nhà hàng Seafood Palace. Seafood Play chứ không phải là Palace. Có thể gọi cho Tuấn Châu 714-890-2794. Xin cảm ơn rất là nhiều. Tiếp tục chương trình thì Tuấn Châu mời Ngân Linh. Ngân Linh ca hơi dài đi. Không, Ngân Linh ca hơi dài trước một câu, hai câu phát pháo. Dài thiệt dài nha. Dạ, yêu cầu của quý khán giả thì Ngân Linh yêu cầu thì Ngân Linh sẽ hát lại một chiếc đoạn hơi dài rất là nổi tiếng, rất là hay. Thì tặng quý vị xem này, chiếc đoạn được mang tên Vụ án Mã Ngư. Quân ơi, em mở đến đâu Quân à? Bà cũng có ai thấy thằng Quân nhờ của tôi đâu không? Em mở đến đâu Quân ơi, anh đang tìm kiếm đến đâu Quân à? Thằng Quân, nhìn ai đã thay cho mối tình.
không có ngày mai gì ta cướp đi đôi năm mùa hay quá, hay luôn thiệt. Hay. Dạ. Mà cái này chỉ có Hoàng Phúc mới đạt được thôi. Dạ. Nhớ là linh nhớ. Xuân đội ca. Cảm ơn Hoàng Phúc rất nhiều. Thôi bây giờ quá hay rồi Hoàng nha. Thôi làm cái chị hát cái liên khúc lý đi với chị Cẩm Thu nè. Hả? Chị Thu bài trước ha. Chị Thu với lại chị Hương hả? Cái liên khúc lý hả? Dạ, chị Thu bài trước. Dạ.
Thôi bây giờ bài hát con gái của mẹ ha, mời chị Hương với lại chị Thu. Dạ, mình có dịp thay áo dài mà, áo dài đẹp. Rồi, con gái của mẹ ha. Chị Thu, chị Hương.
Bài này cũng thổ cái chứ em chỉ mới ca với đó mình ca chị em ca hả con em ca gái thì là mẹ thời gian hết rồi chị ạ bây giờ thì thời gian đã hết rồi tôi chào mời bà Bảy Ngân Linh Diễu Hương chị Thu chị Đáng có lời chào khán giả và Ngân Dung xin lưu luyến và kính chào tạm biệt quý vị khán giả hẹn hai tuần nữa mới gặp mặt không có Bảy và tuần sau thứ hai tuần sau dạ Bảy Ngân Linh xin tạm biệt khán giả thân yêu hẹn một ngày gần đây sẽ trở lại cổ nhạc phương nam của Tân Châu dạ Thu Hương xin kính chào quý vị khán giả của đoàn cổ nhạc phương nam dạ Cẩm Thu xin kính chào thân ái và mong sẽ có ngày rất gần tái ngộ quý vị khán giả của cổ nhạc phương nam
Ngọc Đăng có lời chào tạm biệt quý khán thính giả xem đài và xin hẹn gặp lại 7 giờ tối thứ hai tuần sau. Xin được tôn nhập phương Nam hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Mọi chi tiết bảo trợ hoặc góp ý có thể gọi cho Tuấn Châu 714-890-2740. Chúc quý khán giả hạnh phúc, bình an bên cạnh gia đình và người thân. Bye bye.